rà soát các mục tiêu chỉ tiêu về công tác chuyển đổi số của địa phương để có giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn, là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quảng Điền về công tác chuyển đổi số của địa phương này. Về công tác chuyển đổi số trên địa bàn, huyện Quảng Điền đã đạt một số kết quả nổi bật về hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Huyện đã đầu tư 4,2 tỷ đồng xây dựng mô hình trung tâm giám sát điều hành thông minh huyện, đồng thời đưa vào ứng dụng với 11 dịch vụ đô thị thông minh, địa chỉ số, địa chỉ hộ nghèo, tổ công nghệ số, Huế S và ví điện tử trên Huế S, phản ánh hiện trường, vi phạm giao thông, bộ chỉ số chuyển đổi số. Huyện đã xây dựng hệ thống hợp tác xã số kết hợp đẩy mạnh giải pháp thương mại điện tử cho nông hộ và hợp tác xã nhằm quảng bá các sản phẩm của địa phương lên trên môi trường Internet. Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị lãnh đạo huyện tiến hành rà soát các mục tiêu chỉ tiêu về công tác chuyển đổi số của địa phương để có giải pháp chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời các khó khăn tồn tại trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn, đồng thời đề xuất các chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia vào dịch vụ công trực tuyến, góp phần nâng cao công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi tham gia vào giao dịch các thủ tục hành chính. Về nhân sự hoạt động cấp xã và huyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh đề nghị Trung tâm Điều hành Giám sát Đô thị Thông minh tỉnh IOC tăng cường cán bộ kỹ thuật về hỗ trợ.